thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn vừa được người dân phát hiện vào sáng 4 tháng 5 năm 2018. Theo thông tin ban đầu, khi đó là khoảng 9 giờ 30 phút, một người dân đi ghe đánh cá trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện thi thể này đang nổi trên sông. Người này đã buộc dây kéo vào bến phà Linh Đông. Công an quận Thủ Đức đã đến xử lý vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Luông, 60 tuổi, ở phường 22, quận Bình Thạnh. Ông Luông mất tích khoảng 20 giờ tối 2 tháng 5 năm 2018 do tắm sông ở khu vực gần nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.